Khó hiểu, một tháng xăng dầu đội giá 4 lần, quỹ bình ổn giá vẫn bất động. Thưa quý vị và các bạn, chỉ qua một tháng từ ngày 21 tháng 7 đến ngày 21 tháng 8, 5 lần điều chỉnh thì có 4 lần giá xăng tăng liên tiếp từ 2.927 đồng 1 lít đến hơn 3.108 đồng 1 lít, nhưng quỹ bình ổn giá xăng dầu vẫn bất động. Cụ thể, ngày 21 tháng 8, giá xăng E5 Ron 92 tăng hơn 517 đồng, giá bán lẻ bình quân 23.339 đồng 1 lít, Giá xăng RON 953 tăng hơn 608 đồng, giá bán lẻ bình quân 24.601 đồng một lít. Ngày gần nhất 11 tháng 8, giá xăng E5 RON 92 được điều chỉnh tăng 30 đồng một lít, lên 22.820 đồng một lít. Xăng RON 95 tăng 30 đồng một lít, lên 23.990 đồng một lít. Ngày 1 tháng 8, giá xăng E5 RON 92 tăng hơn 1.160 đồng một lít, giá bán lẻ bình quân hơn 22.790 đồng một lít giá xăng RON95 tăng hơn 1.170 đồng một lít, giá bán lẻ lên ngưỡng 23.960 đồng một lít. Ngày 21 tháng 7, giá xăng E5 RON92 tăng 1.120 đồng một lít, giá bán là 21.630 đồng một lít, giá xăng RON95 tăng 1.300 đồng một lít, giá bán là 22.790 đồng một lít. Đó là chưa kể kỳ điều chỉnh ngày 11 tháng 7, giá xăng RON95 tăng nhẹ 69 đồng một lít, trong khi đó giá xăng sinh học E5 RON92 giảm nhẹ hơn 51 đồng một lít. Như vậy, 4 trên 5 lần gần nhất điều chỉnh, tính đến ngày 21 tháng 8, tỷ lệ tăng của giá xăng E5 RON92 là 13,5%, xăng RON95 tăng 13,6% so với cùng kỳ tháng trước đó. Đây là xu hướng tăng giá khá mạnh trong thời gian ngắn, trong khi đó giá xăng dầu thế giới không diễn biến tăng bất thường như các năm 2022. Theo số liệu từ đầu năm đến nay, xăng dầu đã có 24 lần điều chỉnh định kỳ của Liên bộ Công thương, Bộ Tài chính, trong đó có 13 lần điều chỉnh tăng và 7 lần điều chỉnh giảm, hơn 3 lần giữ nguyên. Thế nhưng theo đánh giá của giới chuyên gia, trong bối cảnh đó mức chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu của liên bộ chưa bám sát được xu hướng tăng giá này nên không có điều chỉnh phù hợp. Cụ thể mặt hàng RON95 và E5 RON92, quỹ bình ổn giá xăng dầu chỉ chi sử dụng 3 lần trong tháng 1 năm 2023, sau đó không được sử dụng. Mặt hàng dầu diesel và dầu hỏa chi sử dụng duy nhất vào đầu tháng 8 và dầu ma rút tính đến nay chỉ 3 kỳ chi quỹ. Cụ thể với các mặt hàng xăng trong 3 lần chi sử dụng quỹ bình ổn, tổng số tiền chi tương đương gần 2.800 đồng một lít. Đối với dầu diesel, quỹ chỉ chi 300 đồng, dầu hỏa chi 400 đồng và chi 850 đồng đối với dầu ma rút. Báo cáo của Bộ Tài chính và một số doanh nghiệp đầu mối xăng dầu cho thấy hiện số dư quỹ bình ổn xăng dầu tới ngày 31 tháng 7 hơn 7.438 tỷ đồng, tăng gần 1,8 lần so với số dư vào cuối năm 2022, hơn 4.600 tỷ đồng và là mức cao nhất từ quý 1 năm 2021. Trong khi đó mức chi sử dụng quỹ bình ổn từ đầu năm đến nay đã gần như không được duy trì. Điều này khiến xu hướng tăng giá xăng trong tháng 7 đến tháng 8 tăng mạnh và cao, trong khi về nguyên tắc Quỹ bình ổn giá xăng dầu sẽ chi khi giá xăng dầu tăng liên tục, mức cao, ảnh hưởng việc tăng chỉ số giá tiêu dùng. Trả lời phóng viên dân Việt, đại diện doanh nghiệp đầu mối xăng dầu phía Nam cho rằng, giá xăng tăng cao chủ yếu do giá thế giới biến động, trong khi quỹ bình ổn giá không chi khiến xu hướng tăng xuyên suốt 2 tháng qua. Trong khi đó, xăng dầu trong nước đang khó khăn do nguồn cung từ nhà máy lọc dầu nghi sơn giảm, tiến tới ngừng cung ứng từ nửa cuối tháng 8. Điều này có thể khiến cho xu hướng giá xăng sẽ tăng thêm. Doanh nghiệp đồng mối này cũng bày tỏ băn khoăn khó hiểu khi cơ quan điều hành không sử dụng biện pháp xả quỹ bình ổn giá xăng dầu trong tháng 7, tháng 8 khi giá xăng tăng liên tiếp để hạ nhiệt dù cho số dư hiện tại đã lớn hơn nhiều so với cùng kỳ năm trước. Hơn nữa, việc tăng giá xăng dầu các tháng quý 3 năm 2023 sẽ ảnh hưởng làm tăng chỉ số CPI do bắt đầu chu kỳ giao thương xuất khẩu cuối quý 3 đầu quý 4. Bên cạnh đó, từ tháng 7 đến tháng 9, các chỉ số giao thông sẽ tăng cao do nghỉ hè, nhiều ngày lễ và học sinh sinh viên bắt đầu khai giảng, nhập học nhiều khiến lạm phát tăng trở lại. Vụ án Việt Á lý do nhiều lãnh đạo tỉnh Hải Dương không bị xem xét trách nhiệm hình sự. Thưa quý vị, ngoài ông Phạm Xuân Thăng, cựu bí thư tỉnh ủy và các bị can bị đề nghị truy tố C03 cho rằng một số cá nhân thuộc tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương có liên quan vụ án, song hành vi của họ chưa đến mức xem xét hoặc không có căn cứ xử lý hình sự. Trong đại án Việt Á, cơ quan cảnh sát điều tra C03 Bộ Công an đề nghị truy tố ông Phạm Mạnh Cường, giám đốc Sở Y tế tỉnh Hải Dương về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi công vụ, ông Phạm Duy Tuyến, cựu giám đốc CDC tỉnh về tội nhận hối lộ ông nguyễn mạnh cường kế toán trưởng cdc và bà nguyễn thị trang giám đốc trung tâm tư vấn tài chính sở tài chính tỉnh bị đề nghị tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng riêng ông phạm xuân thăng cựu bí thư tỉnh ủy hải dương đang bị đề nghị đổi tội danh từ vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng sang tội nhận hối lộ song kết luận chưa thể hiện viện kiểm sát nhân dân tối cao đã phê chuẩn theo C03 năm 2020-2021, Hải Dương liên tiếp bùng phát các ổ COVID-19, nhận thấy đây là địa bàn tiềm năng bị can Phan Quốc Việt, Tổng Giám đốc Công ty Việt Á móc nối với cựu bí thư tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng để ông này chỉ đạo tạo điều kiện cho Việt Á được tham gia xét nghiệm cho công nhân tại các khu công nghiệp và cả người lao động ngoài khu công nghiệp. C03 kết luận từ chỉ đạo của ông Thăng, phía CDC Hải Dương đã mua hơn 220.000 kit xét nghiệm của Việt Á và đã thanh toán 106 tỷ đồng, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 73 tỷ đồng cựu chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh hải dương được miễn trách nhiệm hình sự đối với các cá nhân liên quan thuộc ủy ban nhân dân tỉnh hải dương c 03 cho rằng ông nguyễn Sơn thái cũng tham gia các cuộc họp của thường vụ tỉnh ủy hải dương nhưng không phát biểu ý kiến liên quan đến việc cho việt á tham gia xét nghiệm mở rộng phạm vi xét nghiệm Thực hiện chỉ đạo của Phạm Xuân Thăng và Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ông Thái đã chỉ đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản thông báo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và các đơn vị có liên quan ký hợp đồng với công ty Việt Á trong việc thực hiện các mẫu xét nghiệm COVID-19, trong đó giao CDC phối hợp với công ty Việt Á mở rộng phạm vi xét nghiệm, ký hai quyết định về việc tạm cấp kinh phí, hai quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu phục vụ phòng chống dịch đợt 1, đợt 2. Trên cơ sở đó, CDC Hải Dương mới hoàn thiện hồ sơ đấu thầu, thanh toán cho công ty Việt Á hơn 129 tỷ đồng trái quy định của pháp luật, gây thiệt hại tài sản nhà nước. Kết luận điều tra còn thể hiện ông Thái không bàn bạc, thống nhất với Phạm Xuân Thăng, không biết về hành vi thông đồng bảo vệ đơn giá test xét nghiệm của cấp dưới, không thỏa thuận thông đồng với Phan Quốc Việt và Phạm Duy Tuyến để làm lợi cho công ty Việt Á, Do đó, cựu chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương được miễn trách nhiệm hình sự, song đã bị kỷ luật cách hết chức vụ trong Đảng vì có vi phạm, khuyết điểm trong công tác phòng chống dịch Covid-19. Tại Sở Tài chính tỉnh Hải Dương, C03 cáo buộc ông Nguyễn Trọng Hưng giám đốc sở, ông Dương Văn Xuyên và Nguyễn Đồng Kim đều là phó giám đốc sở, Nguyễn Văn Tuần trưởng phòng quản lý giá và công sản và bà Bùi Thị Ánh trưởng phòng tài chính hành chính sự nghiệp có tham mưu ban hành các văn bản của Sở Tài chính đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh tạm cấp dự toán kinh phí bổ sung cho CDC Hải Dương. Trên cơ sở đó, CDC Hải Dương hợp thức hồ sơ đấu thầu kỳ 4 hợp đồng thanh toán tiền cho công ty Việt Á trái quy định, trong đó đã thanh toán 226.176 test xét nghiệm do công ty Việt Á sản xuất, trị giá hơn 106 tỷ đồng, gây thiệt hại ngân sách nhà nước. Tại Sở Y tế tỉnh Hải Dương, ông Đinh Huy Hưng, trưởng phòng kế hoạch tài chính bị xác định ký nháy trình bị can Phạm Mạnh Cường, cựu giám đốc Sở Y tế ký ba báo cáo thẩm định để Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành ba quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, ba gói thầu mua sắm test xét nghiệm, vật tư, sinh phẩm y tế phục vụ phòng chống dịch. Trên cơ sở đó, CDC Hải Dương hợp thức hồ sơ đấu thầu, ký 4 hợp đồng thanh toán cho công ty Việt Á trái quy định. Sai phạm này khiến ông Hưng, bà Dung bị kiến nghị xem xét xử lý nghiêm về đảng, chính quyền.